Ok, hello tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh mình. Hôm nay mình xem clip về 11 tựa game random đang rất hot này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào ngay tựa game đầu tiên luôn, Standoff 2. Go. Oh, 75 chung CO à? Ôi giời ơi, được. Người Việt Nam à? Người Việt Nam luôn, mình phổ cập tiếng Việt cho bạn ấy luôn. Đây không có AK à? Không có AK xây chán lắm. Đúng rồi, mình bảo phổ cập tiếng Việt cho nó bắn rồi bay mùm. Bên kia không có AK các bạn nhỉ, hơi tiếc cái đấy. Xấy phát một băng. Rùa được mới phát thì hay thì phải gáy liền các bạn ạ. Hay nha. Ủa, Big City Boy toàn Việt Nam không các bạn ạ? Bây giờ mình xấy gì đây? Mình không biết mình xấy gì cả. Mình không biết mình xấy người ấy, xấy viên đá đây. Thật là vãi chợ các bạn ạ. Wow, bắn kinh vậy. Bắn phát viên mồm luôn kìa. Kinh thật. Quay chậm. Bắn ghê thế. Khét thật đấy quá. Mình đang thằng đấy mình đang cố bắn vào mồm của viên. Bọn này bắn nào toàn bắn vào mặt thế này, kinh khủng thật đấy các bạn. Dạ am này.
bản toàn tay to thôi. Rồi phát đấy một kìa. Gì đấy? Bị họ cầm khẩu G22 nó giết nhung. Ôi bắn kinh thế, tung của kìa. Bắn vào mồm nha, có cơ hội đi. Ui, xây gì đây, xây gì đây, xây gì đây. Chọc có mắt người xem rồi. Wow. Tìm địch bắn quá kinh khủng quá ạ. Wow. Bắn hay vậy, dã man rồi các bạn. Quái vật. Tung quả bắn kinh thế. Rồi. Tìm địch bắn rất là căng luôn. Ui, thằng tung của bắn kinh thật. Khét thật đấy các bạn. Hai thằng mù mắt xấy vào mồm nhau, ấy à. Ra xua. Big C T-Boy à. Bixi Moi. Ủa? Bắn kinh nhỉ. Bắn cứ phải gọi là khét liệt.
skill thì nào được với anh. Ui, vừa gáy xong bắn đau hết cả mắt. Trời ơi, yếu rồi. Vậy thì để queen rồi các bạn. Ui, thằng Trung Quốc bắn hay kinh khủng rồi các bạn. MVP luôn cả, he he. Bên kia, bọn này rồi, trận đấu cũng khá là hay, thì bạn bắn quá hay mà, thì mình không ngại luôn. Mình sẽ chuyển qua tự game tiếp theo. Ủa, cái máy cần wifi đấy, quên mất. Thì này tắt wifi chơi. Mà Red Box đồn hero mới à? Viking hero mình chưa có phải không? Mình dùng cái này đi. Chết rồi. Chết nhờn. Chết cơ. Yeah boy. Win rất dễ dàng.
ván nữa đi. Từ từ vừa vào game là bắn cho hai viên gần chết đến nơi rồi. Ôi ôi, rùa vãi. Ui rồi ơi, làm top 1 kìa. Ôi, sẵn nhớ được mặt nào rồi. Thôi, mấy con quái. Oh shit, chết rồi. Yeah, như vậy là win. Được con anh hùng bình thường ấy hả? Đây. Đây, đó, level 8, nice. Ngon. Rồi, mình chuyển qua tựa game tiếp theo. Bắn do bay. Đây. Oh. Mà.
Đúng rồi, đây hạng B luôn, ngon. Thăng cấp à, các bạn biết cái này gì không? Bạn để ý xem màn hình này đi. Bạn biết này gì không? Huyền thoại luôn, cao sao vàng mà. Cao sao vàng cái lên cấp ngay. Nghe mày có cao sao vàng của Việt Nam à? Nice. Rồi, tiếp tục chơi. Màn 41, Chicago. Ok, mức sinh tồn 100%, đơn giản. Và tiếp theo, thằng mày là không bị ấn nhầm ở đâu nhá. Miếng trước cái còn cố tình ấn nhầm vậy. Rồi thôi, xin kết thúc video này tới đây nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video kiếm sau. Bye.